Dưỡng cá mới mua về nha. Thì đây là mình mới mua được cá trên Beta Coffee nè các bạn. Giá là 148.000 nha. 148.000, 128 đồng, tính chẳng là 148.000. Bây giờ mình sẽ cua hộp ra. Và sẽ đồng thời sẽ hướng dẫn các bạn cách dưỡng cá khi mới mua về, tránh cá bị sốc nhiệt và bị đuối nha. Ok, bây giờ mình sẽ khui hạt nha. Trời ơi, cá cũng rất là kỹ luôn. Ok, mình lấy ra. Thì đây là cặp Red Fancy mình mới mua của Beta Coffee nha. Ok, mình sẽ mở ra. Lấy cái bọc trong đây các bạn. Ok, thì shop trong đó cũng rất kỹ luôn, có hai bọc ở ngoài luôn để cho con bị thủng tràn nước ra ngoài nha, ảnh hưởng đến mấy cái kỳ hàng khác. Shop trong đó rất là kỹ luôn. Ok, thì nó bị hơi xì nước ra xíu nữa các bạn, cũng không sao. Ok các bạn, thì đây là cặp Red Fancy nha, là cá 60.000 nha các bạn. Cá ok lắm, máy ôm trứng luôn nha các bạn, chống thì tôi xì ta. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dẫn cá khi mới mua về nha. Mình sẽ bạn sẽ chuẩn bị cho mình là một cái hũ nước hoặc là cái gì cũng được nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị hai hũ này, một hũ lớn, hũ nhỏ, hũ lớn cho cá trống và hũ nhỏ cho cá mái nha. Thì các bạn sẽ dùng cái bịch này nè, cá trống các bạn sẽ bỏ trực tiếp vô, thì bỏ trực tiếp vô thì ở trong cái hũ này mình đã bỏ sẵn lá bàn đó, cái này lúc đó mình có, các bạn có thấy lá bàn. Thì đó là lá bàn và một xíu muối. Trong đây mình cũng cho một xíu lá bàn luôn. Và nước phải qua khử cờ lo nha các bạn. Đây mình để cho các bạn thấy. Thì lúc đầu về các bạn nên để nước thấp thôi, thì cá có đuối đi đường về mệt rồi các bạn, nó sẽ lên thở dễ dàng hơn. Các bạn để nước cao quá cũng làm mệt cho cá. Thì các bạn để như vậy khoảng 5 tới 10 phút, thì các bạn bắt đầu mở cái bọc ra cho cá ra ngoài nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đợi 5 đến 10 phút nha. Thì mình đã trở lại giờ đây các bạn. Sau 5 phút thì cá đã phù hợp với nhiệt độ trong nước. Các bạn biết mở ra đây làm gì, thì cái nhiệt độ trong cái bọc này nó sẽ khác với nhiệt độ nước ở ngoài. Thì nếu các bạn về mà bỏ ra liền cá đang mệt nữa, thì sẽ có tình trạng là cá bị sốc nước, sẽ dẫn đến chết nha các bạn. Thì các bạn phải để cho phù hợp nhiệt độ thả ra. Xong rồi các bạn cứ để mở ra xong rồi các bạn cho cá ra, thì các bạn để cá nghỉ ngơi. Mới về thì các bạn đừng nên ra ăn nha, các bạn phải đợi qua ngày sau. Ok, thì giờ mình sẽ mở ra nha. Xé lại đi bạn ơi, cầu kỳ quá. Ok,
thì nước ở trong cái bọt này ở ngoài nó với trong nó đã phù hợp với khẩu rồi. Các bạn sẽ cỡ cái bọt này ra, bạn cho nước ở trong vô để nó bằng ở ngoài, các bạn nó phù hợp nhiệt độ với ngoài nha các bạn, để cá đâu bị sốc nước mà, để cá mới về thì nó đuối các bạn ơi, chứ nó mới khỏe rồi. Ok, thì con máy cũng làm tương tự. Và múc nước vô. Rồi, con chấm nó tự ra luôn các bạn ơi. Mình gọi đổ ra. Rồi mình lấy ra. Ok, đây là cặp rất fancy mình mới mua trên Beta Coffee nha. Thì đến đây clip đến đây là kết thúc. Mong các bạn đăng ký ủng hộ mình. Đến 50 người đăng ký mình sẽ tổ chức mini game tặng cá cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.